Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của tác giả Vĩ Ngư. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 111 Viêm thác cúi người xuống, không nghĩ quá nhiều, anh rất muốn hôn nàng. Khi gần chạm đến môi nàng, anh bỗng dừng lại. Cảm giác như cảnh tượng này đã từng xảy ra trước đây, như một ký ức từ quá khứ, khi nàng sẽ quay mặt đi ngay sau đó. Nhấp Cửu La cứng đờ người lại, gần như có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Viêm Thác. Cô không nhúc nhích đôi khi, cô nhẹ nhàng biểu lộ thái độ của mình, chẳng hạn như để anh vuốt ve thái dương của mình, hay chủ động chạm vào khuôn mặt của anh. Viêm Thác cuối cùng cũng hôn lên môi nàng. Trước kia, Nhấp Cửu La không quan tâm lắm, hôn một chút thôi mà, chỉ là vuốt ve ăn ủi. Dù cả hai không phải là lần đầu tiên, người trưởng thành không mới mẻ gì trong tình yêu, một nụ hôn nhỏ đâu làm ai đó loạn nhịp. Nhưng không ngờ khi môi anh chạm vào môi nàng, cơ thể nàng như bị điểm huyệt, toàn thân nóng bừng, từ đầu ngón tay đến toàn thân đều run rẩy không thể kiểm soát. Cô ngồi không vững, chậm chậm ngả về phía sau, tay đặt trên lan can cũng trượt đi. Cô không ngã xuống, chiếc ghế có tựa lưng đã giữ nàng lại. Viêm thác lớn người tới, một tay ôm lấy nàng vuốt ve lưng nàng, kéo nàng lại gần mình hơn, và nụ hôn trở nên sâu hơn. Nếu trước đây sự thân mật chỉ là vuốt ve an ủi, thì lần này, có sự buông thả và vượt qua giới hạn. Nhếp cửu la có chút hoảng loạn, không phải vì sợ, mà là vì cô không hề kháng cự, thậm chí còn chờ mong điều đó. Trong sự mơ hồ, cô nghĩ, có phải mình đang quá vội vã không, phải chậm lại, nếu không sẽ không thể dừng lại được. Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua, cô không thể phát ra âm thanh nào, cũng không đủ sức lực để đẩy anh ra. Điện thoại của tắc thai bỗng vang lên, tiếng chuông và rung liên tục, âm thanh rất chói tai. Cả hai đều cố gắng bỏ qua âm thanh đó, hy vọng nó sẽ tự ngừng. Sau một hồi chuông lại một hồi chuông, như thể có việc gấp. Nhếp cửu la tay run lên, chậm rãi tìm điện thoại trên bàn. Viêm thác cũng đưa tay nhấc điện thoại lên và ném nó ra ngoài đoán chừng điện thoại rơi lên ghế salon, âm thanh lập tức giảm bớt, gần như có thể bỏ qua. Nhếp cửu la giật mình, rồi nhanh chóng quên đi việc đó, lại rơi vào trong sự mơ màng. Dưới lầu truyền đến tiếng gọi của lô tả, cơm trước đã, có phải ở trên lầu không? Cơm đặt trên bàn, nhớ ăn sớm, đừng để nguội. Tiếng người gần bên còn khó chịu hơn tiếng chuông điện thoại, khiến cả hai người đồng thời tỉnh lại, như đột nhiên trở về với thực tại ngoài cửa sổ hoàng hôn đang lên trời đã sắp tối rồi viêm thác thở mạnh chậm rãi buông nàng ra nhấc cửu la cảm thấy mình như thoát khói một cơn nóng bức toàn thân mềm nhũn dựa sát vào ghế không nhúc nhích ngực vẫn phập phồng cô không ngờ mình lại có thể hôn người ta lâu như vậy bao lâu rồi nhỉ thời gian như bị đánh cắp cô không có chốt ấn tượng nào điều đáng sợ là chỉ một cái hôn mà cô đã có cảm giác như đã làm mọi chuyện với viêm thác Lập tức cảm thấy trống rỗng đến không thể chịu nổi. Cô hơi nuốt nước miếng, miệng khô khốc, thậm chí còn có chút cay. Viêm thác cũng có chút bối rối, ban đầu anh chỉ muốn hôn nàng nhẹ nhàng, không ngờ không kiểm soát được, từ lúc bắt đầu đã mất kiểm soát. Anh có chút hối hận, dừng lại một chút và nhẹ giọng hỏi, anh có làm em sợ không? Hoàng hôn lên nhanh, chỉ trong chốc lát, phòng đã trở nên tối hơn. Nhiếp Cửu La bật cười em không dễ bị sợ như vậy đâu. Cô đỡ lấy công việc của tắc thai đứng lên, thấp giọng nói, viêm thác, ôm em một cái đi. Viêm thác tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Có lẽ vì mới hôn nhau nồng nhiệt nên lần này, thực sự chỉ là một cái ôm rất thanh đạm, không chứa bất kỳ dục vọng nào, nhưng lại có cảm giác thân mật, không thể nói thành lời. Viêm thác nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, từ đỉnh đầu đến sau cổ, thấp giọng nói, lần sau anh sẽ chú ý hơn nhếp cửu la cười đây là kiểu lời nói ngốc nghếch gì vậy lần sau chú ý một chút chú ý cái gì thời gian hay là lực đạo cô dựa vào ngực anh không muốn nói gì thêm cảm giác trong lòng lúc này là ưa thích ngón tay cô bò lên chậm rãi leo lên cơ bụng lấm tấm mồ hôi của anh leo lên đến ngực bị viêm thác đưa tay bao lấy điện thoại lại vang lên lần này không liên tục Đột ngột vang lên một tiếng, chắc là có tin nhắn đến. Nhếp cửu la từ ngực viêm thác tránh ra, nhìn về phía ghế salon. Nghĩ lại, điện thoại trước đó liên tục vang lên, chắc chắn có người cần tìm cô gấp. Trích từ nhật ký của Lâm Hy Nhu, ngày 23 tháng 12 năm 1997, thứ ba, trời trong. Mình cảm thấy mình sẽ chết, hoặc cây chết rất gần rồi. Nhật ký của mình phải sống lâu hơn mình mình muốn ghi hết mọi việc ra để sau này nếu mình có chết người đọc nhật ký cũng biết được đã xảy ra những việc gì mình rất nhớ tâm tâm đã hai ngày rồi không nghe tiếng cười của con gái yêu mình sẽ kể lại những việc đã xảy ra cố gắng kể thật tỉ mỉ thứ sáu tuần trước là ngày bỏ trốn mình hẹn với đại sơn tất cả gia sản tiền bạc không quan trọng mình chỉ cần gia đình mình an toàn cửa nhà khóa trái mình định trốn ra từ cửa sổ. Cửa sổ có lưới chống trộm, đại sơn đã giấu kìm dưới giường để mình cắt lưới. Mình chỉ dám cắt gần đứt thôi, không dám cắt hết, sợ bị phát hiện. Tối đó, đúng như đại sơn bảo, anh ấy đi tiệc với Lý Song Tú. Bọn họ vừa đi là mình dọn đồ ngay, tháng 12 trời lạnh, phải ngồi tàu, nên mình mặc cho tiểu thác và tâm tâm thật nhiều áo, như hai con gấu. Sau đó, mình dọn đồ vào ba lô nhỏ, những thứ to thì bỏ lại, nhưng những gì quan trọng thì phải mang đi, như thư tình của Đại Sơn, giấy đăng ký kết hôn và đồ trang sức. Tiểu Thác vui lắm, cứ bám theo hỏi, "Mẹ ơi, mình đi thăm ai à?" Tầm Tầm ngoan hơn nhiều, chỉ nắm góc áo anh trai thôi. Dạo này con bé cứ như cái đuôi của Tiểu Thác, anh bảo gì là làm đó. Mình bảo, "Đúng vậy, mẹ sẽ dẫn con đi tàu hòa." Tiểu Thác mừng rỡ hơn tám giờ mình giật lưới chống trộm ra trước rồi ôm tâm tâm và tiểu thác ra hai anh em cười khanh khách tưởng đang chơi đùa tiểu thác chui ra ngoài rồi còn định chui vào chơi tiếp nhưng mình túm cổ áo lôi ra sau đó mình chở tâm tâm ngồi đằng trước tiểu thác ngồi phía sau đi thẳng đến nhà ga đại sơn đã dặn đây là một thị trấn nhỏ một ngày chỉ có vài chuyến xe bỏ lỡ sẽ không có cơ hội may mà mình không đến trễ còn đến sớm một tiếng. Trong nhà ga đông người lắm, mình chưa đi đâu xa bao giờ, chưa thấy cảnh tượng này lần nào. Có người quấn chăn nằm ngủ trên đất, có người mang theo cả đồng hành lý cao ngất. Có người xách gà sống, khiêng nửa con dê, nhưng nhiều nhất là những kẻ mặt mũi gian xảo. Mình khoác ba lô trước ngực, nắm chặt tay hai đứa nhỏ. Nghe nói bên ngoài lắm kẻ trộm cắp và bắt cóc trẻ con. Khó khăn lắm mới tìm được chỗ đứng. Mình hỏi thăm mọi người xung quanh và biết được đêm nay có hai chuyến tàu, chuyến khởi hành lúc 9 rưỡi đi về Cam Túc, chuyến chạy lúc 10 giờ chạy qua Vân Nam. Đại Sơn đã dặn, nếu đến giờ mà ấy ngấy không tới, mình phải đi một mình. Mình cứ cầu nguyện Đại Sơn đến để gia đình được ở bên nhau. Bỗng dưng Tiểu Thác kéo mình, "Mẹ ơi, vịt con kìa." Mình nhìn theo hướng con chỉ, thấy một ông cụ ngồi dưới đất với chiếc đòn gánh hai bên toàn thùng giấy bao tải. Trước mặt có một cái rổ xanh dựng vài con vịt mới nở. Tiểu thác này thích vịt à, sao lại thích vịt thế nhỉ? Mình đáp lại qua loa. Tiểu thác huyết tâm tâm rồi định đi sang đó. Tâm tâm, vịt con kìa. Tâm tâm nắm góc áo anh trai và theo đuôi. Phiền phức, mình túm cổ áo tiểu thác kéo về. Con không thể ngồi yên được hả? Dưới mông mọc đinh à? Tiểu thác tủi thân, nước mắt trực trào. Tâm tâm giơ tay ôm tiểu thác, còn lừa mình, con bé này chỉ biết anh trai thôi. Mình dỗ tiểu thác, con ngoan, chờ ba ba tới, mẹ sẽ bảo ba mua vịt cho con. Trích từ nhật ký của Lâm Hy Nhu chương 112 Trang trại giữa phòng rộng lớn, có 18 người ngồi kín, ngoại trừ tước trà, có thể nói là toàn bộ đều đang dự thính. Hình thâm đã phát biểu đến đoạn thứ hai giọng nói đoạn thứ ba chủ yếu nói cho viêm thác nghe cho nên chỉ lướt qua giọng nói phát xong lặng mắt như tờ một nửa số người nhìn nhau nửa còn lại đang tiêu hóa thông tin qua liễu hội sơn cường giống như phát pháo đầu tiên nói lão đây về sau không thể cưới vợ sinh con nữa à kết hôn cũng không có kết cục tốt phải không có người ứng hòa chính là ý đó tóm lại là bảo ngươi không sống an ổn không yên tâm mà sống hai người mở đầu, những người khác cũng nhao nhao lên, ồn ào, vỗ bàn chửi bới. Có người đề nghị hoặc là toàn bộ bỏ đi, có người đề nghị di cư ra nước ngoài, đương nhiên rất nhanh liền bị phản đối, sợ gì. Lão đây sao phải lánh mặt cha mẹ, trong nước còn tốt đẹp, sao phải đi nơi xa lạ chịu khổ. Lại nói, người có thể ra nước ngoài, nhưng tất cả mọi người không thể. Dư dòng thấy quá ồn ào, khom lưng cúi đầu, cứ lột cái đầu ra, chờ tiếng nghị luận dần dần nhỏ lại, mới nói, nói nhảm nhiều làm gì, làm luôn đi. Đầu to cười lạnh, làm, nói thì dễ, đối phương phối trí thế nào, chúng ta phối trí thế nào. Người chắc chắn đi không phải chịu chết, nếu đều là chết, vậy ta thả kéo thêm 20 người chết cùng, sống lâu không bằng chết nhanh. Một người đàn ông mặt chữ điền chợt nhớ ra, đầy hy vọng nhìn hình thâm, sâu ca lần trước không phải nói, đã lấy được túi máu của Lâm hỉ Nhu rồi sao? Không có túi máu, cô ta không sống nổi, để cô ta chết dần thôi. Lời này vừa nói ra, nhiều người mắt sáng lên. Hình thâm cười nhạt, đầu tiên, túi máu chỉ giúp cô ta sống lâu hơn, không có túi máu, cô ta cũng không chết ngay. Chết dần bao lâu? 50 năm, 60 năm. Thứ hai, coi như cô ta chết, gia tộc cô ta còn đó vẫn có người thay thế cô ta chỉ cần chúng ta còn trên sổ đen của tộc cô ta vẫn sẽ bị xử lý tương thúc ở đây đợi rất tôn trọng ý kiến của mọi người việc này không thể do cá nhân quyết định gom lại ý kiến muốn hỏi một chút mọi người ai muốn đi gặp mặt muốn đi thì giơ tay phòng trở nên yên tĩnh dư rong nhìn xung quanh thấy mọi người do dự trong đầu khinh thường uể oải giơ tay cô không quan trọng cô chỉ là một người, tìm cảm giác mạnh, đều là gai kích, tới càng mạnh mẽ, càng tốt, kim nhân môn, cô cũng chưa từng đi đâu. Bị cô dẫn dắt, mấy người nóng này cũng giơ tay. Hình thâm nhìn qua, chỉ có chưa đến 30 người. Anh bình tĩnh nói, mọi người có thể nhìn từ hai bên, xem thử tình hình. Lập tức, có người kéo ghế, chuyển ghế rửa, không bao lâu, trong phòng hình thành hai nhóm lớn nhỏ dư rong rốt điếu thuốc cắn trong miệng nghiêng mắt nhìn đầu to chỉ có mấy người này làm cái gì cũng thua chắc cũng đừng làm ai về nhà nấy chờ chết xong việc lời này vừa nói ra phía trước nhiều người cảm thấy lúng túng có người ấp úng cũng không phải không muốn làm chỉ là thực lực tranh lệch mọi người đều thấy lần trước tương thúc bại thảm như vậy mặt đối mặt không đánh lại là không đánh lại hình thâm nói chúng ta không phải ngốc biết rõ đối mặt tất thua, lại đi liều mạng. Thật chuẩn bị làm, đương nhiên có sách lược. Nghe lời này, không ít người yên tâm, do dự mấy giây, rời ánh mắt về phía dư rong. Đầu to mang theo mấy người, vẫn kiên trì giữ vị trí cao, không có tỏ thái độ. Thực ra, hắn không phải mười phần phản đối, chỉ là có khúc mắc với dư rong, vô thức muốn làm trái ngược. Hắn nói, đừng chỉ ngoài miệng nói có sách lược, nói ra cho mọi người nghe một chút dù sao cũng là chuyện sống chết. Hình thâm mím môi, không lên tiếng, ngược lại là dư rong cười ha ha, đứng dậy, phách lối giơ món tay giữa. Cô nói, mày muốn lấy mạng của tao, tao chẳng dám làm gì, ngược lại loạn nhà nước bọt với người của mình. Sách lược phải bất ngờ thắng, không cần thiết nói sớm. Lỡ mà trở mặt, chẳng phải mọi người đều xong. Nói xong, hư lạnh một tiếng, tự mình rời khói phòng đầu to có chút không chịu nổi, dừng một chút, hướng về hình thâm cười, sâu ca, ta không nhầm vào ngươi, chỉ là cầu chắc chắn, hỏi thêm vài câu. Ngươi có sách lược đáng tin, vậy làm thôi, vừa có thể tự cứu mình, vừa có thể cứu tương thúc, cũng có thể khiến lâm hỉ nhu dừng lại, ta giơ hai tay hai chân tán thành. Đạt được ý kiến. Hình thâm nhẹ nhàng thở ra, anh tối nay lại liên hệ với nhiếp cửu la, hỏi cô một chút tình hình vừa ra khói phòng, liền nghe thấy có người gọi hình thâm. Là dư rong. Hình thâm tiến tới. Dư rong cảm thấy không phải chỗ nói chuyện. Vẫy tay, dẫn anh đến chỗ hẻo lánh. Câu đầu tiên là, ngươi có việc giấu chúng ta. Hình thâm bật cười, lời này nói thế nào? Dư rong lạnh lùng lườm, đừng pha trò, ta không ăn đâu. Lầm hỉ nhu hạ chiến thư, không phải việc nhỏ, bọn họ phản ứng rất bình thường nhưng ngươi không bình thường, có chốt đã tính trước. Người nói có sách lược, không ngại trước tiên thấu điểm cho ta nghe, người khác không thể nghe, ta ít nhất cũng được nghe hai câu. Ta buồn bực, người có sách lược, sau hai tháng qua, chúng ta như rùa rút đầu trốn đông trốn tây. Hình thâm trần chờ, ta không phải đã tính trước, ta chỉ là. Nói đến đây, anh ngẩng đầu, nhìn xung quanh một vòng, mới tiếp tục, ta chỉ là cảm giác, thật đến khe hắc bạch, có thể sẽ có dư rong thực sự không thích nghe người nói nửa chừng sẽ có gì có thể có giúp đỡ hình thâm bờ môi có chút động không tự nhiên liếm bỗng đổi chủ đề dư rong đều biết lão gia là răng cửa nhưng người biết răng cửa là cái thôn thư mấy của chúng ta không dư rong nghe không hiểu lão gia là răng cửa nói không chính xác nói đúng là nguyên quán tại răng cửa Dư dòng đánh phụ mẫu, cùng thế hệ lên liền không sống tại răng cửa. Cô hỏi, sao gọi là cái thôn thư mấy? Hình thâm giải thích, ban đầu cũng là ở trong núi sâu, nhưng thâm sơn không dễ sống, thu giữ nhiều, đi lại rất xa. Người thường đi chỗ cao, nên thôn thường rời ra ngoài, rời đến chỗ bằng phẳng hơn, giao lưu dễ dàng hơn. Nguyên là ý đó, dư dòng ử một tiếng, người nói đi, đừng hỏi ta ta chỉ biết răng cửa là nguyên quán, chưa từng đi, sao biết là cái thôn thứ mấy. Hình thâm nói, cái thứ tám, từ tần Thủy Hoàng, đến nay, trải qua tám lần chuyển thôn, mỗi lần đều cách xa, đến răng cửa, mọi người đã tản, đi khắp nơi, các ngành nghề khác nhau. Người không đi qua, ta theo tương thúc đi, tương thúc thỉnh thoảng chỉ cho ta xem thôn di trì. Dư dòng kinh ngạc, chỉ cho ngươi xem. Cô mới gặp hình thâm, từng âm thầm nghĩ người này không giống mù, nhưng lâu ngày cũng quen, cảm giác có thể là người nhà, khứu giác và thính lực tốt, sinh hoạt hàng ngày không vấn đề. Nhưng chỉ cho hắn nhìn, có phải hay không quá khuếch đại? Hình thâm phẳng phất không nghe thấy, tiếp tục những thôn kia, theo thời gian, có thể ở lại người, nửa sập, toàn bộ phê tích, cùng với không tìm thấy phê tích. Tương Thúc nói, thôn đầu tiên ẩn giấu vài thứ. Nói xong câu cuối, giọng nói bỗng nhẹ, dư rong bị giọng làm sợ, giấu gì? Có dùng được không? Trừ khi giấu vũ khí, không thì cô thật không nghĩ ra có gì đối phó Lâm Hỷ Nhu. Giấu đồ, nói là có thể mượn âm binh. Dư rong nhìn hình thâm 5 giây, mới nói, mượn âm binh. Quỷ à? Cô im lặng, nói nửa ngày, người chuẩn bị chiêu quỷ à? Viêm thác nghe xong ba đoạn giọng nói của Lâm Hỷ Nhu, trong đầu rất bình tĩnh, giống như là chuyện Lâm Hỷ Nhu sẽ làm. Nhếp cửu la có chút lo lắng, thấy hắn, viêm thắc cười, nữ nhân làm việc, có phải rất tuyệt. Thực ra nghĩ theo góc độ khác, cô ta cũng rất lợi hại. Nhếp cửu la hỏi trực tiếp, đi không? Viêm thác trầm mặc, vì viêm tâm, hắn đại khái sẽ đi. nhiếp cửu la đoán được, ta cảm thấy, không thể quá tin lời Lâm Hỷ Nhu. Cô ta nói viêm tâm trên tay cô ta, đưa ra chứng cứ đâu. Trên TV, bọn cướp trói con tin, để chứng minh con tin sống sót, sẽ chụp ảnh hoặc ghi âm, viêm tâm có thể đã chết, có thể sống sót trong trạng thái người vì kiêu quỷ, có thể bị lâm hỉ nhu giam cầm, cũng có thể đã thoát khói kiểm soát, có thể nhiều lắm. Lâm hỉ nhu thuận miệng nói cho ngươi gặp lại huynh muội ai biết có phải gài bẫy. Viêm thắc nhẹ nói, ta hiểu ý ngươi, nhưng ngươi biết không, loại tìm kiếm mãi không thấy, Bỗng có hy vọng, dù là hy vọng hư ảo, người cũng muốn xác nhận, xác nhận mới có thể chết tâm. Nói, ta đi ăn cơm, bằng không cơm nguội. Nhiếp Cửu La nhìn Viêm Thác xuống lầu, bên tay vang lên câu xác nhận mới có thể chết tâm. Nhưng là, muốn xác nhận Viêm Tâm rơi vào tình cảnh gì không nhất thiết, chỉ có một con đường. Nhiếp Cửu La tâm phanh phanh nhảy lên. Trần Phúc, Trần Phúc còn trong tay nàng. Nhiếp Cửu La tìm chìa khóa phòng chứa đồ vội vàng xuống lầu. Phòng chứa gần bếp, tự thành khu vực riêng, lô tả thấy nàng xuống, tưởng tới ăn, hôm nay ăn trong bếp. Không cần đưa lên, nhiếp cửu la thuận miệng đáp, mở cửa vào, khóa trái. Trong phòng có kệ hàng rộng, có tủ lớn có khóa, nàng mở tủ trong góc, lôi ra cái dương. Không biết có phải ảo giác, cảm thấy dương nhẹ hơn trước, cũng hợp lý, Trần Phúc ăn uống không đầy đủ, không chết, chắc chắn đang tiêu hao tự thân duy trì sinh mệnh. Nàng đặt dương nằm ngang, nhập mật mã mở khóa, kéo khóa kéo. Trong dương Trần Phúc rất đáng sợ, hai má hóp, mắt trụng sâu, miệng khô quắt cơ hồ lộ răng, tay gấp lại ở bụng, co như vuốt chim. Lần trước Trần Phúc tỉnh lại không lâu, nhưng lần này thực sự rất châm. Nhấp cửu la nghĩ, lại đóng nắp, kéo dương đi ra, kéo qua sân. Lột bột lột bột, âm thanh làm viêm thác đi ra, thấy dương của mình, thấy nhấp cửu la muốn kéo dương ra ngoài, nhanh chóng đi lên hỗ trợ, hạ giọng, hắn tình. Nhấp cửu la lắc đầu, không, nhưng ta có cách, có thể nhường hắn nhanh tình. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 113. Nhấp cửu la nghĩ thật thô bảo, viêm thác năm đó ở tầng 2 dưới mặt đất của nông trường đã nhìn thấy một nữ nhân, nửa thân bị chôn dưới đất sau khi răng chó bị giết chết, Lâm Hỷ Nhu cùng nhóm của hắn đã ngâm hắn trong một hồ bùn lớn và đục ngầu. Trần Phúc lâu nay chưa hồi phục được, có phải do thiếu dinh dưỡng? Dinh dưỡng này đoán chừng không đến từ đất thì cũng đến từ nước. Nàng sử dụng bồn tắm lớn trong phòng khách của viêm thác, chỉ huy viêm thác đào đất dưới các cây hoa mộc phát triển tốt trong viện, tạo thành một ao nước bùn trong bồn tắm, sau đó buộc chặt Trần Phúc vào và ngâm ở vùng ven bồn tắm. Viêm thác cảm thấy biện pháp này quá biểu diện, nhưng vẫn làm theo. Trước kia khi xử lý thi thể của hàn quán, hắn cảm thấy tội lỗi lại đến. Đứng trước bồn tắm lớn, hắn cảm thấy cảnh tượng này thật sự điên rồ. Nếu để lô tả nhìn thấy, nàng không thể điên rồi sao? Nhếp cửu la cũng có cảm giác tương tự, tôi sẽ phân phó lô tả không quét dọn phòng của ngươi, cũng đừng mang cơm vào phòng. Ngày mai ngươi bắt đầu đi ăn ở nhà ăn nhỏ, ra vào khóa cửa lại tránh phiền phức. Viêm thác nhìn về phía Trần Phúc, người thật sự có thể hỏi ra được điều gì từ miệng hắn không? Không phải nói rằng những kẻ bị bắt đó đều giống như câm điếc, không chết thì cũng không mở miệng sao? Nhấp cửu la nói, ép hỏi không được, nhưng có thể lừa hắn, lừa hắn chỉ cần quá trình thiết kế tốt thì không có vấn đề gì. Viêm thác giờ khóc giờ cười, cảm thấy nàng nếu vào đội lừa đảo qua điện thoại hoặc bán hàng đa cấp, tuyệt đối là một tài năng hắn do dự một chút, a à la, nếu thật sự đến kim nhân môn, người có thể không phải như vậy không? nhếp cửu la không trả lời ngay, ngừng lại rồi nói, đây không phải là ngươi muốn tôi không đi sao? viêm thác ngầm thừa nhận, hắn thật không muốn nàng đi, hắn còn nhớ rõ lần trước khi nàng nằm trên đài phẫu thuật của lữ hiện, tim đập cũng bị mất lúc đó. hình thâm và những người khác là bất đắc dĩ, phải lên danh sách đen của lâm Hỷ nhu, người khó được như vậy đến nay đều không lộ ra. Tôi không có cách nào không đi, vì tâm tâm là người nhà của tôi, cũng là một căn bệnh tâm lý của tôi. Nhưng người không giống vậy, người không có lý do gì không đi. Nếu vì tôi mà đi, trong lòng tôi lại sẽ có một khối bệnh. Nói xong câu cuối, hắn thậm chí có chút hối hận vì những ngày này không kiểm soát cảm tình. Nếu như Nhấp Cửu La vì hắn mà đi mạo hiểm, đây không phải là tình cảm bắt cóc sao? Nhấp Cửu La cười lúc chúng ta lần đầu gặp mặt người có biết vì sao tôi ở thạch hà không viêm thác mơ hồ đoán được điều gì bởi vì tương thúc và những người khác đi thanh lọc trước đây mười mấy năm việc thanh lọc chỉ đơn giản là siêu tầm dân ca đi một vòng trở về không gặp điều gì tương thúc thậm chí có nghi ngờ khu vực kia có phải không có gì đặc biệt cho nên không yêu cầu tôi đi cùng chỉ là lưu thủ ngoại vi dựa theo đàm phán giữa tôi và tương thúc nếu có tình huống cần đối phó, tôi nhất định phải ở đó. Bây giờ tương túc đang chờ đổi con tin, hình thâm và những người khác nếu phải vào kim nhân môn, người cảm thấy tôi có thể an ổn chờ trong viện này không động sao. Nói đến đây, nàng lại ngừng đầu quan sát cả căn nhà, đã quên theo lời ngươi nói, cả tòa viện này cũng là do tương túc mua, dù trước kia giá nhà thấp, mua khu nhà nhỏ này không tốn nhiều tiền, nhưng bây giờ, khu ba hợp viện náo nhiệt, không có hơn ngàn vạn không xứng mặt. Tường Thúc không phải người hoàn mỹ, hắn rất có cách làm việc, tôi cũng không thích. Nhưng luận xử, đầu tiên tôi và hắn có hiệp nghị, thứ hai hắn đối với tôi có ơn. Chuyện này, tôi có thể khoanh tay đứng nhìn, tối đa bị người mắng vong ân phụ nghĩa, tôi hoàn toàn làm được. Chỉ là, mỗi người đều có quy tắc và phương thức của mình, tôi không muốn làm người như vậy. Điện thoại lại vang lên, nhìn điện hiện ra là hình thâm. Nhếp cửu la dự định ra ngoài nghe điện thoại, khi rời đi nói với viêm thác, cho nên, ngươi đừng nghĩ nhiều, đừng cho rằng tôi vì ngươi mà phải đi mạo hiểm. Viêm thác bị lời nói của nàng làm có chút nột nột, cảm thấy mình là tự làm tình. Hắn im lặng nhìn nàng ra khói phòng vệ sinh, nhưng một giây sau, nàng lại thò đầu vào, cười mỉm, nhưng, dù là vì ngươi mà đi, cũng không phải không thể cân nhắc, xem có đáng giá hay không. Nói lời này, nàng còn đánh giá viêm tháp một lần, giống như mua thức ăn ở chợ. Viêm tháp còn chưa kịp nói, nhiếp cửu la đã đi mất, phải nhanh chóng nghe điện thoại, nếu không hình thâm sẽ gọi lần thứ 10 rồi lại không ai nghe. Đối thoại qua điện thoại, hình thâm, cuối cùng cũng bắt máy, phía trước gọi mãi không được, tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện. nhiếp cửu la trên mặt bỗng nóng, biêu kiện nhận được, đã thấy rồi. Hình thâm, ngươi nghĩ thế nào? còn viêm thác thì sao nhấp cửu la hắn muốn đi nhưng thuần chịu chết thì tôi thấy không cần thiết hai bên thực lực quá tranh lệch tốt nhất có một kế hoạch lấy nhỏ thắng lớn hình thâm ngừng một hồi a à, la có chuyện muốn nói với ngươi hắn nói với dư dòng trước đó giờ lại kể cho nhấp cửu la nghe nhấp cửu la âm binh âm binh hành lang loại đó à hình thâm không phải là khe hắc bạch lại gọi âm dương khe Đôi khi, chúng ta nói đến thuận miệng, sẽ gọi nơi đó là dương gian, vào khe hắc bạch thì gọi là âm phủ. Nhếp cửu la trong lòng hơi động, âm phủ, âm binh, từ mặt chữ hiểu là binh trong âm dương khe. Nàng trần chờ hỏi, chẳng lẽ chúng ta ở âm dương khe còn có người? Hình thâm trả lời, vừa vào khe hắc bạch, người thành quỷ, tổng kết ra câu này, nói rõ rằng có rất nhiều người đã từng bước vào, không có trở ra nhiếp cửu la nghe không hiểu, sau một phòng đoán, trong khoảnh khắc sợ hãi dựng đứng, có ý gì? Chúng ta còn ở trong đó, không chết. Hình thâm không lên tiếng, hắn cũng chưa từng thấy qua, không dám khẳng định. Nhếp cửu la càng nghĩ càng thái quá, mà kêu có thể trường sinh, không có nghĩa là vào khe hắc bạch người cũng có thể trường sinh. Quấn đầu quân ở trong, có rất nhiều người đã từng bước vào, vậy là bao lâu trước đây? Sớm nhất là thời tần chiêu lùi mười, không 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 bước, coi như người này còn sống bằng hữu thân thích mấy chục năm không thấy, đều cơ bản thành mặt lộ, huống chi là những người cổ đã quấn đầu quân. Người cứ như vậy xác định có thể cùng bọn họ giao tiếp, có thể mượn được bọn họ để bọn họ hỗ trợ. Hình thâm, bây giờ ta cũng không xác định, dù sao chưa từng mượn. Lầm hỉ nhu tin tức tới, tôi vẫn đang suy nghĩ làm sao để lấy nhỏ thắng lớn, đột nhiên nhớ lại điều này tôi tin những người đi trước đã truyền lời lại, nói có thể mượn âm binh, vậy thì không phải nói giỡn. Tôi chuẩn bị hai ngày này lên đường, đi sớm nhất cây thôn kia xem một chút, có bất kỳ cơ hội nào cũng đáng để thử. Nhếp cửu la cảm thấy việc này thực sự không đáng tin, người có công phu này, sao không tìm cách làm tổn thương chúng nó. Hình thâm cười, đang làm, dư dòng trước đây ở Thái Lan chờ một hồi, đường đi tương đối dã, việc này giao cho nàng. Hai ngày sau, tình hình vẫn coi như yên bình. Mượn âm binh, chuyện, viêm thác đã nghe nhấp cửu la nói qua. Hắn ngược lại rất có thể chấp nhận dù sao mấy tháng trước. Hắn vừa mới tiếp nhận toàn bộ thiết lập của mà kêu không những vậy. Trong lòng còn mơ hồ có mong chờ. Nếu như tổ tiên quấn đầu quân thật sự còn ở trong khe hắc bạch, cũng thật có thể bị mượn ra. Vậy cái này cổ kim vượt đại tương tác. Chỉ vừa tưởng tưởng, nổi ra gà liền lên đầy người không phải vì sợ, mà là một loại rung động không nói ra được. Trong thời gian hai ngày này, duy nhất không thoải mái là việc dùng toilet, bên trong kiêm cả bồn tắm lớn và phòng tắm. Bồn tắm lớn bị chiếm dụng, hắn chỉ có thể dùng phòng tắm. Nhưng nghĩ đến bên này tắm, đầu kia ngâm. Không chỉ tắm rửa, đi vệ sinh cũng có bóng ma tâm lý, nếu sự xảy ra nửa chừng, đầu kia tỉnh, rất phiền lòng. Cảm giác quá sảng khoái nhưng cũng không tiện nói gì đi mượn toilet của lô tả không hợp lắm đi mượn của nhấp cừu la thì không tốt chỉ có thể tự giải quyết cầm khăn lông phủ đầu của trần phúc lại nhưng mỗi ngày ra vào nhìn thấy cái khăn trắng phủ đầu như cô dâu trong lòng cũng không thoải mái chút nào sợ điều gì gặp điều đó tối ngày thứ ba khi tắm rửa bọt xà phòng đầy đầu xả nước trước vẫn bình thường giữa chừng lau nước trên mặt đột nhiên phát hiện đầu khăn trắng của Trần Phúc trượt vào trong nước bùn, Trần Phúc nhắm mắt. Không những lặng lẽ mắt, còn ngoắc ngoắc mà nhìn hắn. Viêm thác trong đầu một mộng, phản ứng đầu tiên là nhanh đi cầm khăn tắm, nhưng một giây sau từ bỏ, ngược lại nhìn đều nhìn, quá nhỏ gia đình tức giận, coi như là tại nhà tắm. Hắn chấn định mà xối nước, đi ra thay áo ngủ, tiếp đó cho nhấp cửu la phát tin nhắn. Trần Phúc tỉnh, không đến 10 giây trên bậc thang truyền xuống tiếng bước chân rồn rập tốc độ kia viêm thác thật lo lắng nàng tế hắn mở cửa nghênh đón nhiếp cửu la áo ngủ bên ngoài khoác áo khi đến cửa lại dừng lại không vội vàng vào trong âm thanh cực thấp giống như sợ kinh động ai tỉnh rồi ân nhiếp cửu la ảo não cực kỳ tôi còn chưa kịp thay trang phục đâu viêm thác bình tĩnh nhìn nàng ngươi gặp tôi cũng không thay trang phục gặp hắn lại phải thay trang phục nhấp cửu la hậm hực người biết cái gì nàng đã thiết kế xong lần này hắn mở mắt hẳn là trong một căn phòng đen tối đưa tay không thấy được năm ngón tiếp đó đèn trong góc mở ra nàng đứng dưới đèn mặc một bộ lễ phục giả hội màu đỏ trong tay bưng ly rượu đỏ bây giờ không phải mùa trang phục hè nhưng mặc như vậy có thể làm rối loạn cảm giác thời gian của trần phúc nàng nếu không thì tuyệt không từ đón ánh mắt kinh hoàng của trần phúc uống ly rượu tiếp đó một khấm điều khiển từ xa, mở hình chiếu, cho Trần Phúc nhìn năm cái mà kêu bị trói. Để hắn tâm lý chấn nhiếp. Kế hoạch trắng, lần đầu hiệu ứng cứ như vậy không còn, ban ngày nhìn Trần Phúc, không có dấu hiệu muốn tỉnh đâu. Nhưng trong thời gian ngắn, lại không ra được biện pháp bổ sung gì. Nàng hỏi viêm thác, hắn sau khi tỉnh lại, có nói gì không? Viêm thác lắc đầu, nhấp cửu la vòng qua bả vai hắn nhìn vào toilet, kỳ lạ trần phúc sao yên tĩnh vậy nàng che kín áo khoác đi xem một chút đi lần đầu nhìn thấy trần phúc nhấp cửu la cảm thấy hắn có điểm kỳ lạ cụ thể nói không ra chỉ là cảm giác không hợp nàng thử gọi một tiếng trần phúc trần phúc không lên tiếng ánh mắt vẫn ngoắc ngoắc nhấp cửu la buồn bực theo ánh mắt trần phúc nhìn không phải chỉ là phòng tắm không người sao nàng nhìn viêm thác hắn nhìn cái gì vậy Viêm thác, có thể muốn tắm. Ngay lúc này, Trần Phúc nói một câu, a à. Một tiếng này đột ngột, khiến hai người giật mình, sau đó viêm thác hạ giọng mở miệng, hắn giống như có chút thất thần. Nhếp cửu la trong lòng sợ hãi, không phải nàng ngâm nước sai cách, làm Trần Phúc ngu mốc sao? Viêm thác cũng nghĩ vậy, ngay từ đầu tôi đã nói, nước ao của Lâm Hỷ Nhu không chừng có thành phần dinh dưỡng, không lớn thủy và thổ trộn lẫn liền xong việc. Nhấp Cửu La không từ bỏ ý định, Trần Phúc vừa nói, một bên lấy tay lắc trước mắt Trần Phúc. Sau đó, trong mắt Trần Phúc chậm rãi quay lại, a. À. Cái này giống như có phản ứng, nhưng không cách nào hoàn toàn tỉnh, giống mộng du. Không đúng, giống nửa ngu nửa ngốc. Nhấp Cửu La tim đập kịch liệt, quyết định chắc chắn, nghiêm nghị uống câu, "Trần Phúc, em gái của Viêm Thác ở đâu?" Viêm Thác đầu tiên sững sờ, sau đó phản ứng, quanh thân căng thẳng, hắn chết nhìn trong chọc mặt Trần Phúc, chờ câu trả lời. Trần Phúc vẫn nửa sống nửa chết, một hồi lâu mới thì thào, đen, trắng. Hắn méo miệng, nói không rõ, khóe miệng còn chảy nước rãi. Không cần hắn nói toàn bộ, nghe xong liền biết là khe hắc bạch. nhiếp cửu la tim đập càng gấp, tay có chút lạnh, còn sống không? Ở tay lâm hỉ nhu sao? Trong mắt Trần Phúc chậm rãi dơ lên, ngoắc ngoắc mà nhìn nàng, "A." À. A, à, một tiếng xong, không có câu tiếp theo. Nhấp Cửu La không bình tĩnh, Viêm Thác nhắc nhở nhẹ, "Có phải hỏi phức tạp quá?" Hắn không phản ứng kịp. Có khả năng, cũng có thể mình không gọi tên hắn, ngữ khí không đủ lăng lệ, hắn thức không đến nàng đang hỏi. Nhấp Cửu La thở một hơi, kéo cao âm lượng, "Trần Phúc, em gái Viêm Thác, còn sống không?" Trần Phúc thanh âm như đang bay, lại tán lại chậm, không biết. Viêm thác chấn động, bật thốt lên, cái gì gọi là không biết. Nếu ở tay lâm hỉ ngu, Trần Phúc sao có thể không biết. Nhấp cửu la ra hiệu viêm thác không gấp, lại nghiêm ngặt theo kiểu câu hỏi trước, Trần Phúc, em gái viêm thác đi đâu? Nhưng chờ đợi vẫn là một câu nói mê, không biết. Nhấp cửu la bực bội cực kỳ, muốn cậy mở đầu Trần Phúc đưa tay vào lôi đáp án ra, đang không thể làm gì lúc, viêm thác đột nhiên hỏi, Trần Phúc, các ngươi làm sao thành người? Trong phòng yên tĩnh, trên kính nhà tắm, giọt nước động thành hàng trượt, ngẫu nhiên, có thể nghe giọt nước rơi tí tách. Qua rất lâu, mới nghe Trần Phúc mờ mịt trả lời. Hắn nói, nữ hoa, thịt, chương 114. Tiếp tục hỏi thêm nhưng không thu được gì, Trần Phúc trở nên lờ đờ, chỉ có thể trả lời mơ hồ bằng ư ừ và a. À. Có vẻ như việc nhận được câu trả lời rõ ràng từ trước đã là may mắn rồi. Tóm lại, tình trạng của Viêm Tâm không rõ ràng, không biết còn sống hay đã chết, cũng không biết đã đi đâu. Viêm Thác lo lắng đến mức đầu óc không thể tỉnh táo, suy nghĩ trở nên chậm chạp và khó ổn định để phân tích. Nhấp cửu la trầm ngâm, tôi cảm thấy Viêm Tâm không giống như bị Lâm Hỉ nhu dữ có lẽ cô ta đã bỏ mặc viêm tâm sau khi sử dụng cô ấy không can thiệp nữa viêm thác thấy điều này cũng hợp lý nhưng tâm trạng không thể thoải mái ngược lại còn nặng nề hơn viêm tâm mất tích khi mới hai ba tuổi ở độ tuổi đó bị giam cầm cũng như bị chăm sóc ở mức nào đó nếu chỉ bị bỏ mặc khe hắc bạch anh chưa từng đi qua nhưng chỉ nghe cái tên đã cảm thấy là một nơi đáng sợ bỏ tâm tâm một mình ở đó sao cô ấy sẽ rất sợ hãi. Anh nhớ lại lúc bị lạc ở ga, tâm tâm đã nắm chặt áo anh, không buông tay. Khi đó, cô ấy sợ hãi vì không tìm thấy mẹ, còn anh là người duy nhất để dựa vào, dù anh chỉ mới 5 tuổi. Trước mắt anh mở đi, ý thức trở nên phiêu bồng. Nhếp cửu la nhẹ nhàng nói, anh này. Cô tiến lên một bước, hai tay ôm lấy eo viêm thác, sau đó yên lặng tựa vào ngực anh viêm thác vô thức ôm chặt cô dùng hết sức lực không thể phủ nhận khi đang buồn bã có người bên cạnh và có thể ôm nhau thật là tốt nhiếp cửu la là người đặc biệt dễ ôm mảnh mai nhưng mềm mại một cánh tay có thể vòng lấy cô viêm thác thích ôm cả hai cánh tay có một cảm giác đặc biệt trang trọng và thỏa mãn nhiếp cửu la nhìn về phía trần phúc trong bồn tắm anh nghĩ hắn có đang giả vờ không Cô là người giỏi lừa người, vô ý thức cũng suy đoán người khác như vậy. Viêm Thác nghiêng mặt qua, cũng nhìn Trần Phúc, không đến mức đó chứ. Đúng rồi, thịt nữ oa là gì? Nhiếp Cửu La cũng không hiểu. Nữ oa tạo ra con người và thịt đường tăng thì cô đã nghe, nhưng nữ oa cộng thịt thì đây là lần đầu tiên. Viêm Thác chợt nhớ ra, lần trước tôi mua cuốn Trung Quốc truyền thuyết thần thoại, cô có mang theo không? Viêm Thác nhét khăn mặt vào miệng Trần Phúc để phòng khi hắn tỉnh lại kêu la, sau đó khóa cửa và cùng Nhấp Cửu La lên lầu 2. Nhấp Cửu La lấy sách từ kệ đưa cho Viêm Thác, thấy anh lật trang, cô không lại gần. Viêm Thác nhíu mày, đọc từng hàng một cách nghiêm túc. Nhấp Cửu La thấy dáng vẻ này vừa nghiêm trọng lại vừa đáng yêu, nhưng cô nghĩ anh sẽ thất vọng vì cuốn sách này không phải là kỳ thư gì, làm sao có thể tìm thấy mọi đáp án bên trong? Thà tìm trên Baidu còn hơn, cô lấy điện thoại ra và bắt đầu tìm kiếm. Đang đọc trang web, cô nghe viêm thác thở dài, không có gì viết về điều đó. Chỉ nói rằng trong Sơn Hải Kinh ghi chép sau khi nữ oa chết, một đoạn ruột của bà biến thành 10 vị thần. Nhưng nếu có ruột, chắc chắn phải có thịt. Ruột có thể biến đổi, thịt cũng không lạc hậu đến mức không thể. Nhếp cửu la lại tìm thấy điều gì đó đặc biệt. Anh nhìn này, nói rằng sau khi nữ hoa chết, cơ thể biến thành đất đai, xương cốt biến thành núi non, tóc biến thành cỏ cây. Viêm Thác Ngạc Nhiên, cơ thể biến thành đất đai. Thịt nữ hoa, cơ thể nữ hoa, đất đai, nông trường dưới lòng đất tầng 2, lều nhựa chôn dưới đất, dây leo. Anh như có điều suy nghĩ, có thể thịt nữ hoa là một loại đất đặc biệt. Từ góc độ thần thoại, nữ hoa có khả năng tạo ra sự sống, dù chết Cơ thể của bà cũng không giống người bình thường. Có thể cơ thể bà đã hòa vào đất, biến nó thành một loại đất đặc biệt. Có lẽ cẩu nha ngâm bùn là để hấp thu dinh dưỡng, còn anh đào đất thường thì chỉ làm hỏng thôi. Nhiếp Cửu La không cảm thấy như vậy, dù sao cũng đã biết được một số điều. Viêm Thác không lên tiếng, tiếp tục suy nghĩ, nếu điều này đúng, nhiều tuyến khác có thể vuốt thuận. Nếu thực sự có cái gọi là thịt nữ oa thì chắc chắn nó không phải là nhiều. Có thể đây là lý do Lâm Hỷ Nhu không thể biến nhiều địa kiêu thành người. Hơn 20 năm, cô ta mới chuyển hóa được chưa tới 20 cái, trong đó còn có thất bại. Nghe có lý, nhếp cửu la thầm thì hơn nữa, đất cần phải có độ phì, sử dụng xong phải nghỉ ngơi. Nói đến đây, cô ngồi vào bàn làm việc, rút ra giấy bút và vẽ tranh. Vừa vẽ vừa giải thích cho viêm thác, dựa theo lời anh nói, Nông trường dưới đất tầng 2 có các yếu tố để địa kiêu chuyển hóa thành người. Một là đất đặc biệt, tức thịt nữ hoa, hai là trong đất chôn cây, tức túi móng. Điều này giống như trồng cây, dần dần biến địa kiêu thành người. Cô hỏi, còn cần gì nữa? Viêm Thác nhớ lại mấy cái liều nhựa nhỏ, có thể là không gian kín, không bị nhiễu loạn từ bên ngoài. Còn có, anh chợt lóe sáng, còn không ngập ánh sáng Hình thâm đã nói khi truyền vưu bằng, họ mang theo một cái hòm như quan tài. Vưu bằng ở dưới mỏ không dám bỏ lên vì sợ ánh sáng, giống như châu châu. Như vậy, toàn bộ quy trình đã rõ ràng, nhấp cửu la vẽ thêm một cái lều và biểu tượng ánh sáng bị đánh xiên trên giấy. Hai người đều nhìn tờ giấy không nói lời nào. Những điều này tạm thời chỉ là phỏng đoán, nhưng vì các nét đều logic, nhấp cửu la trực giác thấy có ít nhất 7-8 phần chính xác. Đang muốn đặt bút xuống, viêm thác đột nhiên nói, tôi nhớ trước đây cô đã nói với tôi về nguồn gốc của quân nhiễu vấn. Tần Thủy Hoàng phái quấn đầu quân tìm địa kiêu không phải để cầu tài, một vị quân vương không thiếu tiền. Cầu trường sinh bất lão, liệu có phải là để tìm thịt nữ hoa, không? Nhấp cửu la bật cười, cái đó, anh nên hỏi Tần Thủy Hoàng đi. Viêm thác cũng cười, định nói thêm thì điện thoại của nhấp cửu la reo lên. Lại là hình thâm, nhấp cửu la nhanh chóng bấm nghe, và thông báo, viêm thác cũng ở đây. Hình thâm ồ một tiếng, bỗng nhiên nói, lần trước, dư dung từ lão nghiêu đầu cương trở về, để lại người quan sát tiếc. Nhấp cửu la hỏi, thế nào? Họ nói hôm nay có mấy chiếc xe lại đi vào mỏ, anh ta không dám tới gần, chỉ quan sát từ xa. Nhưng đợi lâu không thấy xe ra, nên anh ta đánh bảo tới gần xem. Họ phát hiện trong mỏ tối đen, không có ai. Cổng bị khóa, xe đậu trong sân, cửa hầm mỏ cũng khóa, chỉ từ trên đầu khóa. Nhấp cửu la hiểu, ý là người trong xe đã xuống hầm rồi. Và trong thời gian ngắn sẽ không ra. Hình thâm, đúng vậy, thời gian hẹn ngày càng gần, ta nghi ngờ họ đã bắt đầu tiến vào khe hắc bạch, tức là hầm đó chính là cửa vào. Nhấp cửu la cảm thán, năm đó đúc bốn cái kim nhân môn. Tưởng rằng phong tỏa hoàn toàn, không ngờ lại để lọt một cái. Hình thâm nói, ta đang nghĩ có nên phong kín cái hầm đó không? Nhấp cửu la nghe không rõ, phong kín là sao? Họ biết lão nghiêu đầu cương đã bị bại lộ, vẫn từ đó đi, chứng tỏ không có cửa khác. Chỉ cần phá hỏng hầm, địa kiêu không ra được. Viêm thác yên lặng nghe, tới lúc này mới lên tiếng, đừng làm vậy, tôi hiểu lâm hỉ nhu, nàng sẽ không bỏ qua tốt nhất là quan sát cẩn thận nắm bắt động tĩnh của đối phương nghe có lý hình thâm nghĩ một lúc rồi nói cũng được tôi sẽ quan sát thêm rồi truyền lời a la lần này cô có thể giúp một tay không nhấp cửu la anh muốn tôi giúp gì hình thâm do dự chỉ ít có thể làm hậu viện như lần ở thạch hà nhưng lần này không giống trước cô phải ở trong huyện thành chạy tới cũng chậm hy vọng cô có thể vào núi Yêu cầu này hợp lý, không ép buộc, Nhấp Cửu La đồng ý, có thể. Cô cảm nhận rõ ràng, Hình Thâm nhẹ nhõm, đoán chừng là lo lắng cô sẽ từ chối. Nhấp Cửu La cười thầm, nhưng cũng có chút buồn bã, chẳng lẽ trong mắt Hình Thâm, tôi là người ích kỷ. Được, cô đồng ý, Hình Thâm vui mừng, vậy cô có thể khởi hành sớm, càng nhanh càng tốt, có thể theo kịp chúng tôi thí nghiệm. Mượn Âm Binh, thí nghiệm mượn Âm Binh nhấp cửu la hỏi cái này thí nghiệm rồi anh phát hiện gì ở thôn kia hình thâm không nói rõ không tốt lắm để miêu tả cô đến xem sẽ rõ cô đồng ý rồi hỏi tiếp anh biết về thịt nữ hoa không hình thâm bối rối cái gì làm sao cô biết phản ứng này đủ rõ nhấp cửu la hỏi thêm anh biết đúng không đây là cái gì hình thâm trả lời mơ hồ chờ gặp mặt rồi nói cúp điện thoại hình thâm trong đầu thình thịch nhếp cửu la làm sao biết thịt nữ hoa chẳng lẽ tường thúc đã tiết lộ không có khả năng tường thúc rõ ràng nói đây là bí mật trong thoáng chốc phát hiện điện thoại đã kêu lâu là dư dung nhận điện thoại dư dung mở miệng trước tôi có phải chuẩn bị một chút đi qua đó hình thâm sững sờ cô đã trở về rồi hàng xong chưa dư Dung, sách trở về rồi Nghe nói anh mang một nửa người đi trước, vậy tôi mang nửa khác. Sau khi xác định, Dư Dung cúp máy, cúi đầu lôi túi vải buồm từ gầm giường ra, mang vào toilet, lấy khăn mặt, răng chén, bàn chải đánh răng bỏ vào túi. Quay lại, giật mình khi thấy Tước trà đứng ở cửa phòng rửa tay. Dư Dung nhíu mày, đi mà không phát âm thanh, định dọa ai? Tước trà nhìn vào túi vải buồm, muốn đi. Trước đây dư dung cũng đi một lần nói là đi làm gì đó nhưng không mang túi sách hay hành lý dư dung ở một tiếng rồi ra ngoài tức trà nhường đường cùng vào phòng nhìn nàng thu thập quần áo rồi hỏi có trở lại không dư dung đáp hẳn là không trở lại nếu thuận lợi nàng sẽ về thái lan nếu không chết ở đó còn trở về gì nữa nàng nghĩ đến điều gì ngẩng đầu nhìn tức trà cô có nơi nào để dựa vào không? Lần này vào kim nhân môn, không có việc của tước cha, mọi người xem nàng như chim hoàng yến, không giúp được gì. Nhưng nếu không thuận lợi, tước cha còn ở ngoài, sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng. Tước cha nghĩ rồi lắc đầu, không có. Nàng theo tường bách xuyên, gia đình không đồng ý, nàng bỏ đi, từ đó không liên lạc. Dư dung thở dài, nếu lần này cứu tưởng thúc thất bại, Cô dự định làm gì? Tước trà bối rối, dư dung buồn cười, mười mấy năm qua, cô chỉ biết quanh quẩn bên tường thúc, không có bạn bè, công việc, kỹ năng. Cô nên tính toán cho bản thân. Tước trà không giận, các người đi cứu lão tưởng, cần gì đến tôi? Lão tưởng tốt với tôi, tôi cũng muốn vì hắn mà cứu. Dư dung nói, cô tâm là tốt, nhưng cứu người cần năng lực. Cô không có kỹ năng gì, đi làm gì? giúp tạo âm thanh sao tước trà do dự tôi chơi nò cũng được nàng giải thích nhiều năm không có gì yêu thích một lần đi tiễn quán huấn luyện viên khen có thiên phú tưởng bách xuyên thấy tôi thích tặng nỏ, mang đi bắn tước tử và cá tưởng bách xuyên đi làm nàng cũng muốn theo nhưng bị cười là chơi nhà tròi dư dung tò mò thật sao cho tôi xem tước trà chờ một chút Dư Dung nhìn tức trà vào phòng, chỉ lát sau nàng ôm nỏ ra, nhìn rất tinh xảo, túi đeo vai nhỏ. Nàng nắm hai mũi tên thép, hưng phấn, vẽ bia, cách 50 hay 100 mét đều được, nhất định bắn chúng. Dư Dung cười, bắn chúng thì sao? Cô nghĩ phim võ hiệp à? Thời đại nào rồi, con dùng nỏ. Tước trà cười cứng ngắc, ừ. Dư Dung nhìn tức trà vào phòng, lần này bước chân nặng nề. Dư dung nhìn bóng lưng tước trà, cảm giác khó chịu, y nghĩ lóe lên, vũ khí lạnh làm sao? Nhếp nhị cũng dùng đao, không phải phế một hai cái địa kiêu sao? Nàng thốt, đợi đã. Tước trà quay lại. Dư dùng lấy răng chén, kỹ thuật thật tốt. Tước trà sáng mắt, thật. Đi cùng tôi. Dư dùng dẫn tước trà ra hậu viện. Nơi này là nông trường, trồng rau, rộng như hai sân bóng rổ, bốn phía tường vây vài cây trồng thưa thớt. Dư dung bật đèn, không sáng như ban ngày, nhưng nhìn rõ đồ vật, chọn chỗ đứng vững, chỉ huy tước trà lui lại, ước chừng 80 mét, đặt răng chén lên đầu, tới. Tước trà giật mình, đoan chính nỏ, trần chờ không được. Dư dung đứng vững, không được thì dẹp, trẻ con còn dùng nỏ, cô không được ai dáng Lời chưa dứt, hoàn quang lóe lên, vèo một tiếng, như đạo hàn khí lướt qua đỉnh đầu, vụt tiếng vang. Dư dung quay lại, tiễn thân mang theo răng chén, bắn vào thân cây. Chết tiệt, được thật. Dư dung tiếc răng chén. Nàng không phê bình, bước nhanh đến gốc cây, kéo lớn, chuyển hướng tước trà, bắn tước tử và cá, động là được. Chú ý, đến. Nói xong, dương tay, ném quả cam lên. Tiễn tới nhanh, quả cam bị tiễn mang đi. Nàng nuốt nước bọt, bước lại gần tước trà, được, thu thập hành lý đi. Tước trà sững sờ, nửa ngày không phản ứng, không tin, tôi. Thật được, dư dung cười, được, ai nói cô không, gọt hắn đi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 115. nhiếp cửu la dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến đi, hành lý của cô cũng không nhiều. Hình thâm đã nói rằng trang bị cần thiết cho ngoài trời và sơn giã bọn họ đều mang đủ. Cô chỉ cần trang bị nhẹ nhàng là được. Cho nên, cô chỉ chuẩn bị một cái vali nhỏ. Sau khi chuẩn bị xong hành lý, cô đi xuống tầng tìm chị Lư. Khi đi qua cửa phòng khách, cô thấy cửa phòng đóng chặt Viêm Thác vẫn chưa dậy, thật lười biếng. Nhiếp Cửu La tự nhiên cảm thấy tự hào vì mình dậy sớm, mặc dù đây là lần đầu tiên trong những ngày này cô dậy sớm. Chị Lư đang chuẩn bị bữa sáng, nhanh nhẹn cắt dưa leo và chuẩn bị đồ ăn, bất ngờ thấy cô chị sợ đến nhảy lên, tay dừng lại ngay lập tức, nhấp tiểu thư, còn sớm mà. Nhấp Cửu La nói với chị, tôi và Viêm Thác sẽ đi ra ngoài khoảng 10 ngày nửa tháng. Sau khi ăn sáng xong, chị thu dọn phòng khách một chút, phòng bên cạnh cũng có khách sẽ tới. Khách? Chị Lư rất ngạc nhiên, làm ở đây lâu như vậy, ngoài lão thái, chị chưa từng thấy Nhấp Cửu La có khách, chưa kể là khách ở lại. Ngủ lại, chị hỏi thêm, ai vậy? nhếp cửu la đáp là chú viêm thác lưu trường hì và em họ của anh ấy lâm linh chị lư suy nghĩ một lúc cảm thấy không thoải mái người gì mà đến nhà còn kéo cả chú và em họ theo nhếp cửu la không để ý đến vẻ mặt của chị lư tiếp tục dặn dò dù sao chị sắp xếp cho họ ở và ăn uống tốt trong thời gian này chị lư ổ lên một tiếng nhưng có chút không vui nhếp cửu la nhận thấy điều đó có chuyện gì vậy? chị lư trả lời qua loa không có gì chỉ là tôi sợ bị cho là xen vào chuyện của người khác nhấp cửu la cười chị không nói tôi coi như đã đi rồi đến lúc đó chị muốn nói cũng không được chị lư do dự một lúc rồi nói lắp bắp nhấp tiểu thư cô có muốn xem lại viêm thác không con gái chọn đối tượng phải cẩn thận chị cắt dưa leo thêm một lần nữa cô như thế này không có chỗ dựa nhà mẹ lại có tài sản, dễ bị lợi dụng. Nam giới cũng muốn tránh phân đấu 20 năm mà. Nhếp cửu la hiểu ý chỉ, cô hơi muốn cười, nhưng giữ lại, mặt trở nên nghiêm túc, ừ, đúng thế. Được cô ủng hộ, chị Lư càng thêm can đảm, tôi không nói viêm thác có ý đồ, chỉ là thấy anh ấy mới đến mà đã kéo cả gia đình đến. Nhếp tiểu thư, cô phải chú ý. Nhếp cửu la cười, thật ra, cô thần bí, tôi đã điều tra anh ấy, anh ấy giàu hơn tôi nhiều, gia đình có xưởng dược liệu, anh ấy có biệt thự và cửa hàng. Chị Lư bất ngờ, thật sao? Cho nên, chú và em họ của anh ấy, chị phải đối xử tốt với họ. Chị Lư hiểu, lắp bắp cam đoan, đương nhiên rồi, đây là trách nhiệm của tôi. Sau khi dặn dò xong chị Lư, nhấp cửu la chuẩn bị gọi viêm thác dậy, vừa ra khói bếp thì giật mình. Viêm thác đang đứng tựa vào tường ngoài phòng bếp, khoanh tay, chờ một lúc rồi quay về phòng khi thấy cô. Nhiếp Cửu La cười đau bụng, cố chạy theo. Vào phòng không thấy Viêm Thác đâu, nhìn xuống thì thấy anh đang trống đẩy. Nhiếp Cửu La tò mò, sao dậy sớm thế? Viêm Thác nói, nghe tiếng cô kéo vali sáng sớm, ai ngủ nổi. Tôi định theo để rèn luyện buổi sáng, không ngờ cô lại như vậy. Anh nói, tay trái đỡ lưng, đổi sang chống đẩy một tay một tay trông đỡ. Tốc độ chậm lại. Nhấp cửu la cười, người khác rèn luyện có thêm lực phía sau lưng, có áp lực mới có động lực. Nói xong, cô ngồi lên lưng viêm thác. Viêm thác đoán được, chỉ kịp nói cô đừng thì đã cảm nhận được trọng lượng. Cô ngồi lên, viêm thác chỉ chịu đựng được hai giây, sau đó nằm bẹp dí xuống đất. Nhấp cửu la cười ngặt nghẽo cúi xuống ôm cổ viêm thác, thì thầm, giờ biết mục đích của tôi rồi. Nói sao? Tóc cô chạm vào mặt Viêm Thác, mùi hương nhẹ nhàng của cam quýt. Viêm Thác trở tay ôm eo cô, xoay người ngồi dậy, Nhấp Cửu La bất ngờ nhưng tay chạm vào ngực anh. Trong đầu cô lóe lên ý nghĩ, Lư Tỷ nấu canh tốt, nuôi trắng. Không biết Viêm Thác có đồng ý làm người mẫu không, chỉ cần đóng khăn lông là được. Viêm Thác không biết ý nghĩ của cô, cô chọn đi, tôi hoặc biệt thự cửa hàng. Nhấp Cửu La, anh mốc à? Sao phải đối lập, không thể sống hòa hợp? Cô giải thích chọn biệt thự cửa hàng, tôi mất anh, anh mất tất cả. Nhưng nếu anh mang theo biệt thự cửa hàng, chúng ta có nhau và tài sản không phải tốt hơn sao? Viêm thác nghĩ một lúc, nếu tôi đưa biệt thự cửa hàng, cô phải đưa gì? Nhếp cửu la, ba hợp viện, tác phẩm lầu 2 và tác phẩm tương lai. Nếu tôi nổi tiếng, giá trị không kém gì tài sản của anh, không phải môn đăng hộ đối. Viêm thác, thành giao rồi. Nhếp cửu la, thành giao. Hai người cười phá lên, viêm thác ôm cô, thì thào, nếu không có những phiền não kia thì tốt. Nhếp cửu la nhẹ nhàng, có câu thơ này cho anh, dứt bỏ phiền não tức vui vẻ, thế nhân lệch đạo vui vẻ thiếu. Viêm thác suy nghĩ, cảm thấy có lý. Vui vẻ cũng không phản bội anh, bỏ phiền não, lòng tràn đầy vui vẻ. Sau bữa trưa, Lưu Trường Hỷ và Lâm Linh đến. Việc đưa họ đến là kết quả thương lượng của nhấp cửu la và hình thâm. Dù đường không an toàn, tốt nhất nên ẩn nấp hai người. Chị Lư mở cổng, nhớ lời nhấp cửu la, đối xử khách khí, vừa gặp đã giúp Lưu Trường Hỷ sách hành lý. Lưu Trường Hỷ không để nữ nhân giúp, hai người rằng co. Lâm Linh thấy viêm thác, vui mừng, viêm thác, cô chạy tới, nhưng dừng lại khi thấy nhấp cửu la. Lâm Linh đã xem ảnh nhiếp cửu la trên tạp chí và Internet, nghe nói cô là bạn của viêm thác, liền tìm hiểu kỹ. Càng xem càng tự ti, người như thế, ra thế tốt, tài năng, đẹp, có sự nghiệp và danh tiếng. Thấy chân nhân, Lâm Linh càng cảm thấy mình kém cỏi, ngượng ngùng chào nhiếp cửu la, nhiếp tiểu thư, cảm ơn. Nhiếp cửu la nói, phải cảm ơn cô mới đúng, nếu không có cô gọi điện, tôi không tìm được anh ấy chị Lư và Lưu Trường Hỷ đã rằng co xong, cuối cùng mỗi người xách một túi. Gặp hai người quen, Lưu Trường hỉ không biết chào ai trước, nói bừa, u, nhấp tiểu thư, sức khỏe ổn chưa? Tiểu thác sao gầy thế? Viện này đẹp quá. Viêm thác cười chào, rồi hỏi ý kiến nhấp cửu la, mượn l o hai một lát nói chuyện với Lâm Linh được không? Nhấp cửu la gật đầu. Lâm Linh không hiểu, cùng tôi, nói chuyện gì? nhưng gần như ngay lập tức hiểu ra viêm thác muốn nói chuyện với cô về những gì cô từ chối hiểu và nghe trước đó lưu trường Hỷ rất hài lòng về nhiếp cửu la trước đây ông nghĩ cô tiêu xài hoang phí sợ không quán xuyến được gia đình nhưng nhìn thực tế hỏi chị lư và nghe chị ấy khen ngợi ông thấy cô bạn gái này thật không tệ có gia sản lại là nghệ sĩ viêm thác không thiếu tiền nhưng thiếu nghệ thuật kết hợp thế này quá hoàn hảo tuy nhiên ở lại nửa tháng thật khó cho ông không yên lòng về tiệm mì ở du đường nhấp cửu la nói chú trường nghỉ không phải ở nửa tháng tôi trả lương thuê chú nửa tháng tôi ăn thử món chú nấu lưa tỉ nấu ngon nhưng chưa biết nấu món tây bắc mong chú chỉ dẫn chúng tôi ra ngoài làm chút việc trở về tôi sẽ kiểm tra lư tỉ nếu đạt mới thả chú đi xe thuê qua mạng đến viêm thác cũng vừa từ lầu xuống mang theo hành lý của cô. Nhìn mặt anh không rõ cảm xúc sau cuộc trò chuyện, nhấp cửu la đưa chìa khóa xe, nói chuyện thế nào. Viêm thác cười, đương nhiên khó chấp nhận, ngắn hạn khó tiêu hóa. Anh khổ cười, nói thật, tôi hối hận đã nói với cô ấy, không biết còn dễ sống hơn. Nhấp cửu la nhìn thẳng, biết cũng tốt, biết mạng sống không dễ, sống phải chân quý. Viêm thác im lặng, hành lý chỉ có hai cái, Nhấp cửu la và Trần Phúc đều đổ ít, chỉ cần sách bao là xong. Đưa hành lý vào xe, kiểm tra các nơi, chắc chắn không quên gì. Viêm thác đóng cửa xe, gọi nhấp cửu la lên xe, nhưng cô nhớ ra điều gì, chờ chút, tôi quên đồ. Viêm thác nhìn theo cô chạy vội qua sân, vừa buồn cười vừa bực, quên gì thế? Chẳng lẽ mới sáng thu dọn hành lý mà quên sinh tử đao? Lâm Linh ngồi ngẩn người trước bàn làm việc, nghe tiếng bước chân sau lưng, sợ giật mình, vội đứng lên. Viêm thác kể chuyện quá hoang đường, cô không tiêu hóa nổi, đầu óc trống rỗng, nhưng vẫn giữ lễ phép, đây là bàn làm việc của người ta, cô không nên ngồi bệ về. Cô ngượng ngùng chào, nhấp tiểu thư, cô đi à? Viêm thác không nói rõ, chỉ bảo còn chút việc cần giải quyết, nhấp cửu la cùng đi. Lâm Linh thật muốn đổi chỗ với nhấp cửu la, là một ngày nhấp cửu la cũng tốt cô ngưỡng mộ cô ấy nhất. Nhếp cửu la ừ một tiếng, rồi nói, nếu buồn, lên lầu xem sách, chỉ là cẩn thận đừng đụng xấu điêu khắc. Lâm Linh nhìn điêu khắc bên cạnh, ngưỡng mộ, đây đều là cô làm. Cô giỏi quá, loại này, tôi cả đời cũng không làm được. Nhếp cửu la cười, sao lại không thể, tôi 15-16 tuổi bắt đầu học, đến giờ cũng tầm 10 năm. Cô còn trẻ, còn nhiều thời gian để học mà làm gì không được. Lâm Linh lúng túng, cái kia cũng không đuổi kịp cô, cô lại đẹp và tài hoa. Nhếp cửu la động lòng, nghe viêm thác nói Lâm Linh tự ti. Cô nói, chưa thử ghiêu khắc sao biết không có thiên phú. Còn vẻ đẹp, không phải không giải quyết được. Lâm Linh sững sờ, giải quyết sao? Nhếp cửu la, không coi trọng nó, bản chất là ngũ quan sắp xếp, không quan tâm đẹp xấu. Nếu quá quan trọng, thì có thể đi làm đẹp, đầy đường có người giúp. Viêm Thác chờ Nhiếp Cửu La, cuối cùng cô cũng đến. Anh cúi người mở cửa xe, đi lâu vậy. Nhiếp Cửu La ngồi vào xe, cài dây an toàn, trò chuyện với Lâm Linh. Viêm Thác không tò mò, nói quên đồ, lấy gì rồi. Nhếp Cửu La giơ tay, lòng bàn tay lộ dây chuyền bạch kim với mặt dây phỉ thúy hình quả hồng. Viêm Thác cười, đi kim nhân môn mà mang cái này? nhấp cửu la đeo dây chuyền, đây là của mẹ tôi, đeo lên, mẹ sẽ phù hộ tôi bình an. Lầm hỉ Nhu Nhật ký ngày 11 tháng 1 năm 1998, Chủ nhật, nhiều mây sau đêm ở nhà ga, Lý Song Tú phát hiện Đại Sơn có hai lòng, không biết làm gì mà khiến Đại Sơn trở nên xa lạ, lần nữa nghe lời cô ta, không còn là Đại Sơn của tôi. Nhưng tôi không trách anh, người bình thường đấu không lại yêu ma quỷ, Đại Sơn chắc bị mê hồn sẽ tỉnh lại, tôi tin Đại Sơn, chỉ cần anh còn nghĩ đến tiểu thác, Tâm Tâm và tôi, anh sẽ tỉnh táo lại. Ngày 16 tháng 2 năm 1998, thứ hai, mưa kèm tuyết rời xa du đường hoàn toàn. Trước kia dọn nhà tôi luôn vui, vì đó là bước tiến mới, nhưng lần này không. Tôi chưa từng nghĩ sẽ rời xa du đường và đi xa như vậy, cảm giác như cây lớn bị bật rễ, cắt đứt mọi ràng buộc khi yêu tôi và đại sơn tưởng tượng làm miếng đất trồng rau thu hoạch xong đem cho tiểu thác và tâm tâm đời này có lẽ không thực hiện được dọn nhà không tránh khói bạn bè đến chia tay lý song tú hỏi biết làm sao biểu hiện không cần tôi dạy chứ biết xả thần kinh thôi dù sao tôi đã là người không bình thường trong mắt mọi người trước khi đi nhiều khách đến nhưng chỉ có hai người không nỡ xa tôi đầu tiên là mẫn quyên nói chuyện hồi lâu cuối cùng rơi nước mắt cô nói gạ cho người tốt sinh đôi đủ cả sao lại vì chuyện nhỏ mà nhìn không ra giờ thì động kinh nhà rơi vào tay hồ ly tinh cô lỗ rồi tôi im lặng nghe nghĩ đúng nhà hủy bởi hồ ly tinh nhưng không phải loại cô nghĩ tôi muốn kể nỗi lòng với mẫn quyên nhưng không dám được rồi cô ấy chỉ là người bình thường nói gì mà liên lụy người ta lý song tú là cái gì sao lại để nhà tôi bày ra vậy thật là số mệnh người thứ hai là trường hì mang nhiều lễ vật tôi nên cảm ơn nhưng không nói gì dù sao cũng là người tự sát đầu óc có vấn đề tôi nhìn ngoài cửa tiểu thác chạy nhảy học lái xe lửa những ngày đầu nó luôn đòi em gái nhưng hơn một tháng qua nó không nhắc đến nữa tôi nhìn nó mà đột nhiên dùng mình trẻ con dễ quên liệu nó có lớn lên và quên em gái trường hỉ nghĩ tôi vì chuyện tình cảm mà suy sụp nhưng nói câu kinh người lâm tỉ nam nhân không tốt tìm người khác đi cô tốt thế sợ không ai muốn sao nếu không ngại tôi tiểu thác lái xe lửa vào trường hỉ nuốt lời cậu ấy cũng có tâm tư này thật bất ngờ tôi muốn khuyên cậu nhưng nghĩ lại tuổi trẻ mê mẩn lớn lên sẽ qua Tôi đi, cậu cũng quên, luôn có cô gái tốt chờ cậu. Cậu không cần lo lắng, tôi lo cho mình hơn. Đi lần này, có thể là đi đến nơi khác, hoặc tuyệt lộ, không biết còn trở lại du đường không. Ngày 9 tháng 3 năm 1998, thứ hai, âm u hôm nay lại mơ ác mộng, mơ thấy tìm Tâm Tâm, xông vào phòng Lý Song Tú, thấy cô ta vớt xương trong nồi, lấy ra chiếc giày đỏ của Tâm Tâm. Bừng tỉnh, Tôi nghĩ, Tâm Tâm có thể đã chết. Cô ta báo mộng, bảo tôi đừng ôm ảo tưởng. Lý Song Tú có lẽ chỉ dùng người chết uy hiếp chúng tôi. Tôi nên cứng rắn hơn, là mẹ, không chỉ có Tâm Tâm, còn Tiểu Thác. Nếu không cứu được Tâm Tâm, ít nhất phải lo cho Tiểu Thác. Ngày 21 tháng 6 năm 1998, Chủ nhật, Tinh, Hạ chí, bất giác, tôi đã quen làm Lý Song Tú cô ta là tôi đi cùng đại sơn tôi là cô ta ở nhà trăm tiểu thác thân phận thay đổi tôi không nhao nhao cũng không oán giận làm việc an phận hết lòng trung thực mấy lần cười hỏi cô ta liệu tôi có thể sớm gặp tâm tâm hay ít nhất xem một tấm ảnh tôi quá nhớ con mỗi lần cô ta nói rồi nói sau nửa năm rồi tôi không thấy tâm tâm lòng run rẩy chân như nhũn ra mặt vẫn phải giữ như thường, cảm động đến rơi nước mắt. Cố gắng lấy lòng có hiệu quả, cô ta dần ít cảnh giác, thường để tôi ôm tiểu thác, cảm thấy tôi không tạo nổi sóng gió, đã nhận mệnh làm bảo mẫu khum núng. Tôi có kế hoạch, ngày 2 tháng 7 năm 1998, thứ năm, tinh Đại Sơn, có lẽ đây là nhật ký cuối cùng của tôi, nếu tôi không trở về, đó là di vật của tôi. Nếu trở về, tức là tôi thành công. Tôi cảm thấy đối với Lý Song Tú, không nên ôm ảo tưởng, càng nhu nhược, cô ta càng ngông cuồng. Cô ta dựa vào gì để cầm chắc gia đình chúng ta? Không thể để cô ta có cơ hội này, cô ta phải trả giá. Những ngày này, anh đẩy nhanh tiến độ công trường, tôi đi cùng cô ta vài lần, chú ý đường đi cố định, nơi đó chất đống vật liệu, không trồng chất quy phạm, dễ chuyển động. Tôi nghĩ, nếu cô ta đi qua, vật liệu từ trên rơi xuống, sẽ ra sao lần trước giết cô ta không chết tôi không tin nếu cô ta bị vật liệu rơi nện thành thịt muối cô ta còn sống sao nhà có sói không ai đuổi tôi tự làm chúc tôi thành công kém nhất cũng mời ông trời để tôi cùng cô ta chết cho anh và tiểu thác một ngày mai không có cô ta nếu thất bại không trở về đó là mệnh anh phải gánh vác tiếp nhớ tìm tâm tâm dù con chết cũng phải tìm thi thể, chết nơi xa lạ, con sẽ sợ. Lâm Hỉ nhu nhật ký, chọn lọc. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.